Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng, năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Thời gian qua mong và chờ hững hờ, cũng đừng thờ ơ, phải sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 21 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày. Chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông, hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong bằng đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, Thi Hào Tagore có kể câu chuyện dụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ ngồi bên vệ đường. Hôm ấy, đức vua ngự giá đi ngang qua. Người hành khất cố lê lết đến cổng làng, ngồi đó và nhủ thầm. Đây là dịp may hiếm có, tôi sẽ xin đức vua bố thí cho tôi. Từ xa, khi thấy đức vua, người hành khách đã vẫy tay chào. Nhưng không ai ngờ khi xe dừng lại, vua chẳng cho gì, mà còn giơ tay xin người hành khách bố thí. Người hành khách liền đưa tay vào cái bị, lấy ra một nắm thóc, và đặt vào bàn tay của vua một hạt thóc. Đức vua cảm ơn, và tặng lại món quà nhỏ vào cái bị ấy. Khi về đến nhà, người hành khách mở cái bị ra, thì thấy giữa những hạt thóc có một hạt kim cương sáng ngời. Lúc đó, người hành khách mới hối tiếc. Phải chi ta cho đức vua cả bị thóc này, thì ta đã được cả một bị kim cương. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Cái đấu là mức độ tâm hồn mở ra để đón nhận,
con người càng mở ra thì càng nhận được hồng ân Thiên Chúa. Thiên Chúa còn cho hơn vị vua trong câu chuyện trên. Ai đã có kho tàng đức tin, đức ái và thái độ sẵn sàng mở ra thì còn được nhận thêm. Còn kẻ nào không mở ra để đón nhận thêm thì sẽ dần dần mất hết những gì mình đã có. Vì thế, hãy mở rộng cõi lòng và cuộc sống để đón nghe lời Chúa và nhiệt tình rao giảng lời Chúa cho người khác. Đó là cách làm phát triển lời Chúa và tăng thêm nguồn sinh lực do sức sống của lời Chúa. Trong bài đọc 1, vua David luôn đặt tin tưởng vào Chúa, sẵn sàng lắng nghe lời Chúa dạy và để cho lời ấy hướng dẫn cuộc đời mình. Nên Ngài không chỉ được Thiên Chúa chúc lành qua việc lãnh đạo đất nước tài tình, mà dòng dõi Ngài sẽ được Thiên Chúa cho vững bền mãi mãi. Chính vì thế, dân chúng không ngừng ca ngợi vua David và hết lòng tôn thờ Thiên Chúa, vì họ cảm nhận được Thiên Chúa luôn hướng dẫn David trong việc cai trị dân. Thánh Thomas Aquino, mà giáo hội mừng kính hôm nay, cũng luôn biết sống phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và mở rộng cõi lòng đón nhận sự hướng dẫn chỉ đường của lời Chúa. Chính vì mở lòng ra và để cho lời Chúa hướng dẫn, thánh nhân đã cảm nghiệm sâu sắc về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và những kiến thức sâu rộng về thần học. Ngài luôn kín múc những cảm nghiệm sâu sắc ấy khi ngồi suy gẫm dưới chân thập giá. Không giấu kín những cảm nghiệm ấy cho riêng mình, thánh nhân đã ra công dạy học và viết bộ tổng luận thần học để chia sẻ những điều mình đã đón nhận được từ nơi Chúa. Ngài qua đời lúc 49 tuổi, cái tuổi đang sung sức viết sách và việc dạy học đang nổi tiếng vào năm 1274. Đức Thánh Cha Gioan thứ 22 phong Ngài lên bậc hiển thánh năm 1328. Năm 1567, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 lại cắt nhắc Ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh với tước hiệu Tiến sĩ Thiên Thần. Năm 1880, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đặt Ngài làm quan thầy các trường công giáo. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương các thánh, để luôn biết mở lòng đón nhận lời Chúa và ra công loan báo lời ấy cho mọi người, hầu họ có thể cảm nhận được một vị Thiên Chúa luôn yêu thương, che chở và luôn đồng hành với họ trên đường dương thế này. Amen. Tin mừng và loan báo tin mừng. Đường trên trời, thời gian qua mong và chờ hững hờ, cũng đừng thờ ơ. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, các giám mục là những cột trụ của giáo hội. Nhiệm vụ của giám mục là cầu nguyện và rao truyền sự phục sinh của Đức Giêsu. Nếu giám mục không cầu nguyện và không rao giảng tin mừng, mà lại tự làm mình bận rộn với những chuyện khác, thì đoàn dân Chúa sẽ phải khổ sở vì vị giám mục ấy. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 22 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta.
Đức Thánh Cha nói, tin mừng trong ngày kể lại việc Đức Giêsu tuyển chọn và lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Nhóm 12 là những giám mục tiên khởi. Sau cái chết của Judas Iscariot, Matthias đã được tuyển chọn để thay thế. Có thể nói đây là nghi thức phong chức giám mục đầu tiên trong giáo hội. Giám mục là những cột trụ của giáo hội, được mời gọi để trở nên chứng tá về sự phục sinh của Đức Giêsu. Chúng ta, những giám mục, có trách nhiệm phải trở nên những chứng nhân để làm chứng rằng Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài đang sống và bước song hành cùng chúng ta. Phải làm chứng rằng Đức Giêsu cứu độ chúng ta, đã hy sinh tính mạng vì chúng ta. Phải làm chứng rằng Đức Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Ngài luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Đời sống của chúng ta phải là một chứng tá, là một chứng tá đích thực về sự phục sinh của Đức Kitô. Giám mục có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là ở với Đức Giêsu trong cầu nguyện. Nhiệm vụ trên hết của giám mục không phải là thực hiện những kế hoạch mục vụ, nhưng là cầu nguyện. Cầu nguyện là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nhiệm vụ thứ hai là chứng nhân, nghĩa là rao giảng. Rao giảng về ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã trao ban cho chúng ta. Hai nhiệm vụ này không dễ dàng. Cầu nguyện và rao giảng thật sự giúp cho những cột trụ của giáo hội thêm vững mạnh. Cột trụ sẽ bị lung lay, yếu ớt nếu các giám mục không cầu nguyện, hoặc cầu nguyện ít, hoặc là quên cầu nguyện, hoặc các giám mục không lo rao giảng tin mừng, mà lại quan tâm đến những chuyện khác. Giáo hội cũng sẽ trở nên yếu ớt và khổ sở. Đoàn dân Chúa sẽ khổ đau vì những cột trụ đã trở nên yếu đuối. Giáo hội không thể tiến bước nếu thiếu các giám mục. Vì vậy, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các giám mục của chúng ta. Đây là bổn phận của tình yêu mến, là bổn phận của con cái dành cho người cha, là bổn phận của những người anh em với nhau. Vì gia đình duy trì được sự hiệp nhất trong việc tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã phục sinh và hằng sống. Vì vậy, ngày hôm nay tôi muốn mời gọi anh chị em cầu nguyện cho tất cả chúng tôi là những giám mục, bởi vì chúng tôi cũng là những tội nhân. Chúng tôi cũng yếu đuối, mong manh. Chúng tôi cũng có nguy cơ như Giuđa, vì chính Giuđa cũng đã được tuyển chọn để trở thành một cột trụ. Chúng tôi cũng có nguy cơ không cầu nguyện, không đi rao giảng và không trừ quỷ. Xin cầu nguyện cho các giám mục, để các vị được nên như Đức Giêsu mong muốn, để các vị biết làm chứng về sự phục sinh của Đức Giêsu. Đoàn dân Chúa hãy cầu nguyện cho các giám mục. Trong mỗi thánh lễ, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các giám mục. Cầu nguyện cho đấng kế vị Thánh Phêrô, trưởng giám mục đoàn, và cũng cầu nguyện cho các giám mục tại giáo hội địa phương. Anh chị em đừng cầu nguyện bằng cách xướng tên của các giám mục lên trong thánh lễ như một thói quen, nhưng hãy cầu nguyện cho các ngài bằng cả con tim. Chúng ta có thể cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ các giám mục. Xin Chúa gửi đến cho chúng con những giám mục là những chứng nhân đích thực, những giám mục biết cầu nguyện, những giám mục biết yêu thương và chăm lo cho chúng con, những giám mục biết rao giảng để chúng con có thể hiểu lời Chúa. Nhờ vậy chúng con mới xác tín rằng Chúa là đấng hằng sống và luôn ở giữa chúng con. Tin Roma. Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Lúc 5 giờ rưỡi chiều 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua
với chủ đề là câu trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Được kêu gọi để loan báo cho mọi người những kỳ công của Thiên Chúa. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Tổng giám mục Gennadios Zevos, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo, đặc trách các tín hữu chính thống tại Italia, Malta và miền Nam Âu Châu. Đức giám mục David Morrison, đại diện Đức Giáo Chủ Anh Giáo, vân vân. Ngoài ra có 17 sinh viên của Học viện Đại kết Bossey gần Geneva bên Thụy Sĩ, thuộc nhiều hệ phái Kitô. Trong bài giảng, sau khi giải thích một số khía cạnh trong biến cố trở lại của Thánh Phaolô do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, nói về nghĩa vụ của các Kitô giáo loan báo những kỳ công của Thiên Chúa và khẳng định rằng, vượt lên trên những khác biệt vẫn còn chia cách chúng ta vui mừng nhìn nhận rằng, nơi nguồn cội đời sống Kitô luôn có một lời kêu gọi, mà tác giả là chính Thiên Chúa. Chúng ta có thể tiến triển trên con đường hiệp thông trọn vẹn hữu hình giữa các Kitô hữu. Không những khi chúng ta xích lại gần nhau, nhưng nhất là theo mức độ chúng ta trở về cùng Chúa, đấng do ơn thánh của Ngài đã chọn chúng ta và kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài. Trở về cùng Chúa có nghĩa là để cho Chúa sống và hoạt động trong chúng ta. Vì thế, khi các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác nhau lắng nghe lời Chúa và tìm cách mang ra thực thi, thì họ hoàn tất thực sự những bước tiến quan trọng đến gần sự hiệp nhất. Cả sứ mạng chung là loan báo cho tất cả mọi người những kỳ công của Thiên Chúa, cũng làm cho chúng ta xích lại gần nhau. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, và nhấn mạnh rằng, không thể có sự tìm kiếm chân thật, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nếu không có sự hoàn toàn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Cha. Nhất là, chúng ta hãy xin ơn tha thứ vì tội chia rẽ của chúng ta. Những chia rẽ ấy là vết thương mở rộng nơi thân mình của Chúa Kitô. Trong tư cách là giám mục Roma và là chủ chân của giáo hội Công giáo, tôi muốn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa và ơn tha thứ về những cư xử không hợp tinh thần phúc âm từ phía các tín hữu Công giáo đối với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả anh chị em Công giáo hãy tha thứ vì những xúc phạm đã chịu ngày nay và trong quá khứ do các tín hữu Kitô khác. Chúng ta không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta không muốn để gánh nặng của những lỗi lầm quá khứ tiếp tục làm ô nhiễm các tương quan của chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ canh tân các quan hệ của chúng ta. Vào cuối kinh chiều, Đức Hồng Y Kokok, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 với chủ đề Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ đem lại hoa trái. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha viết như sau. Anh chị em thân mến, năm thánh lòng thương xót mời gọi tất cả chúng ta suy gẫm về mối tương quan giữa truyền thông và lòng thương xót. Giáo hội trong sự hiệp thông với Chúa Kitô là hiện thân sống động lòng thương xót của Chúa Cha, được kêu gọi thực thi lòng thương xót như là nét đặc trưng của tất cả những gì mình là và mình làm.
điều chúng ta nói và cách chúng ta nói, từng lời nói và cử chỉ của chúng ta phải diễn tả lòng thương xót, nhân từ và tha thứ của Thiên Chúa đối với mọi người. Từ bản chất, tình yêu là truyền thông, tình yêu dẫn đến mở ra và chia sẻ. Nếu con tim và hành động của chúng ta được lòng bác ái và tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy, thì việc truyền thông của chúng ta sẽ có được sức mạnh của Thiên Chúa. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi truyền thông với mọi người, không trừ ai. Một cách đặc biệt, ngôn ngữ và hoạt động của giáo hội đều nhằm truyền thông lòng thương xót, chạm đến trái tim con người và nâng đỡ họ trên con đường tiến về cuộc sống sung mãn mà Chúa Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến để mang sự sống ấy cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là chính chúng ta phải sẵn sàng đón nhận hơi ấm của Mẹ Hội Thánh và chia sẻ cho mọi người để họ nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu. Hơi ấm ấy làm cho những lời đức tin được vững vàng và thắp lên ánh lửa trong lời rao giảng và chứng tá, làm cho chúng trở nên sống động. Truyền thông có sức mạnh bắt những nhịp cầu, thúc đẩy gặp gỡ và hòa nhập, làm cho xã hội được phong phú. Đẹp biết bao khi thấy mọi người thận trọng lựa lời và cử chỉ, để vượt qua những hiểu lầm, để chữa lành những ký ức đau thương, và xây dựng hòa bình và hòa hợp. Lời nói có thể bắt những nhịp cầu nối giữa các cá nhân, các gia đình, các xóm xã hội và các dân tộc với nhau. Điều này là có thể được cả trong thế giới vật chất và thế giới kỹ thuật số. Thế nên, lời nói và hành động của chúng ta phải làm sao để giúp tất cả chúng ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự lên án và trả thù, cứ luôn gài bẫy các cá nhân và các quốc gia khi kích động những lời lẽ hận thù. Trái lại, lời nói của Kitô hữu phải làm cho tình hiệp thông được lớn lên, và cả khi phải mạnh mẽ lên án điều ác, lời ấy cũng không hề làm cách phá vỡ các mối tương quan và sự truyền thông. Vì thế, tôi muốn mời gọi mọi người thiện chí, khám phá lại sức mạnh của lòng thương xót, có sức chữa lành các mối tương quan đã đổ vỡ, và khôi phục hòa bình và hòa hợp giữa các gia đình và các cộng đoàn. Mọi người chúng ta đều biết rằng, có biết bao nhiêu cách để các vết thương xưa cũ và những mối bất hòa dai dẳng có thể gài bẫy các cá nhân, không cho họ truyền thông và hòa giải với nhau. Điều này cũng đúng đối với các mối quan hệ giữa các dân tộc. Trong mọi trường hợp, lòng thương xót có thể tạo ra một phương cách nói chuyện và đối thoại mới, như Shakespeare đã diễn tả rất tài tình. Lòng thương xót không phải là điều gượng gạo. Lòng thương xót như hơi mát của mưa rơi xuống mặt đất. Lòng thương xót là một phúc lành kép. Nó chúc lành cho cả người ban lẫn người nhận. Mong sao ngôn ngữ chính trị và ngoại giao của chúng ta sẽ lấy cảm hứng từ lòng thương xót, vốn chẳng bao giờ mất đi niềm hy vọng. Đặc biệt, tôi kêu gọi những ai có trách nhiệm trong các tổ chức và trong lĩnh vực chính trị, những ai có trách nhiệm hướng dẫn công luận, hãy luôn để ý đến cách nói của mình, về những người có suy nghĩ hay hành động khác với mình, và về những người có thể đã mắc sai lầm. Thật dễ dàng chiều theo cám dỗ khai thác những tình huống như vậy, để thổi bùng ngọn lửa của sự hồ nghi, sợ hãi và hận thù. Thay vì làm như thế, hãy can đảm hướng dẫn mọi người vào tiến trình hòa giải. Và chính sự táo bạo tích cực và sáng tạo ấy sẽ đem lại các giải pháp thực sự cho các cuộc xung đột cũ và cơ hội xây dựng hòa bình lâu dài. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Theo Chúa Kitô lần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 4 của huấn thị xuất phát lại từ Đức Kitô. Truyền bá sự thật. Lĩnh vực giáo dục cũng cần đến sự hiện diện đủ tư cách của những người thánh hiến nam nữ. Mầu nhiệm nhập thể xác định các nền tảng của một nhân học có khả năng vượt qua những giới hạn và mâu thuẫn của mình để đi đến với Đức Giêsu, con người mới. Vì con Thiên Chúa thật sự trở thành con người, nên trong người và qua người, con người thật sự có thể trở nên con cái Thiên Chúa. Những người thánh hiến có đủ khả năng hoạt động một cách rất hiệu quả trong lĩnh vực này nhờ kinh nghiệm đặc biệt của họ về các ân huệ của Chúa Thánh Thần, nhờ việc chăm chú nghe lời Chúa và thực hành biện phân, nhờ gia sản phong phú của truyền thống giáo dục được tích lũy từ khi hội dòng được thành lập. Đoàn sủng đó có thể làm phát sinh các môi trường giáo dục thấm nhuần tinh thần tự do, công lý và bác ái theo Tin Mừng. Trong đó, họ giúp người trẻ tăng trưởng về mặt nhân bản dưới tác động của thần khí, đồng thời đề nghị thầy giáo cũng như học viên lấy sự thánh thiện làm mục tiêu của giáo dục. Cần cổ võ trong đời sống thánh hiến một sự đổi mới trong việc dẫn thân vào môi trường văn hóa, nhằm nâng cao trình độ cá nhân và chuẩn bị cho một cuộc đối thoại giữa đức tin và não trạng thời đại, ngõ hầu nhờ các cơ sở đại học, cổ võ việc phúc âm hóa các nền văn hóa như là việc phục vụ sự thật. Một sự hiện diện trong lĩnh vực truyền thông xã hội cũng cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi nỗ lực trong môi trường tông đồ mới và chiến lược này phải được khuyến khích sao cho các sáng kiến trong các lĩnh vực khác nhau được phối hợp chặt chẽ hơn, đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn. Mở rộng đến những cuộc đối thoại lớn. Xuất phát lại từ Đức Kitô, cuối cùng có nghĩa là đi theo người đến những nơi người hiện diện qua công trình cứu chuộc và sống giữa chân trời bao la mà người đã mở ra. Đời sống thánh hiến không chỉ hài lòng sống trong giáo hội và cho giáo hội. Cùng với Đức Kitô, họ vươn tới các giáo hội Kitô khác, các tôn giáo khác và tất cả mọi người nam nữ không tuyên xưng một sắc tín tôn giáo nào. Như vậy, đời sống thánh hiến được mời gọi góp phần đặc biệt vào tất cả các cuộc đối thoại lớn mà công đồng đã mở ra cho giáo hội. Nhiệt tâm đối thoại với mọi người, đó là tiêu đề đầy ý nghĩa của chương cuối trong tông huấn đời sống thánh hiến, như một kết luận hợp lý của toàn bộ tông huấn. Văn kiện trước hết nhắc lại việc thượng hội đồng về đời sống thánh hiến làm nổi bật mối liên hệ mật thiết giữa đời sống thánh hiến và đại kết. Vì linh hồn của đại kết là cầu nguyện và hoán cải, nên các hội dòng thánh hiến và tu đoàn tông đồ chắc chắn có một nhiệm vụ đặc biệt để cổ võ sự dấn thân ấy. Những người thánh hiến cần khẩn trương dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện cho đại kết và làm chứng thật sự cho Tin Mừng, ngõ hầu sức mạnh thánh thần phá đổ các bức tường chia rẽ và thành kiến. Không một hội dòng nào được phép miễn trừ khỏi việc tham gia vào đại nghĩa này. Đề cập đến các hình thức khác nhau của đối thoại đại kết, tông huấn đời sống thánh hiến chỉ cho thấy sự tham gia vào việc đọc lời Chúa, Lectio Divina, và cầu nguyện chung, nơi đó Chúa bảo đảm sự hiện diện của người, luôn luôn là cách thức đặc biệt thích hợp với các cộng đoàn tu trì. Tình bằng hữu, bác ái và cộng tác trong những sáng kiến chung để phục vụ và làm chứng sẽ làm cho các tu sĩ cảm thấy thích thú biết bao khi sống chung với nhau. Việc hiểu biết lịch sử, giáo thuyết,
phụng vụ và những hoạt động bác ái tông đồ của các giáo hội Kitô khác cũng không kém quan trọng. Đối với việc đối thoại liên tôn, tông huấn đời sống thánh hiến đưa ra hai điều kiện căn bản: chứng tá của tin mừng và sự tự do của tinh thần. Tông huấn cũng đề nghị một vài phương tiện đặc biệt như hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tình bạn thiết tha và sự chân thành hỗ tương đối với các cộng đoàn tu trì của các tôn giáo khác. Một phạm vi hợp tác khác được thực hiện khi cùng nhau quan tâm đến đời sống con người, từ việc tỏ lòng thương cảm đối với những ai đau khổ về mặt thể lý cũng như tinh thần, cho đến việc cùng nhau dấn thân vì hòa bình, công lý và bảo toàn môi sinh. Đức Gioan Phaolô nhắc lại cho chúng ta một lĩnh vực để cộng tác hữu hiệu với các truyền thống tôn giáo khác là nghiên cứu và thăng tiến phẩm giá người phụ nữ, trong đó những người phụ nữ thánh hiến được mời gọi đóng góp một cách đặc biệt. Cuối cùng, cần phải nhớ đối thoại với những người không tiên xưng một sắc tín nào đặc biệt. Những người thánh hiến nhờ chính bản chất của chọn lựa của họ trở nên những đối tác đặc biệt trong công cuộc tìm kiếm Thiên Chúa là đấng hằng lay động con tim con người và đưa đến các hình thái khác nhau của khổ chế và linh đạo. Sự nhạy cảm đối với các giá trị và việc sẵn sàng gặp gỡ của họ làm chứng cho các đặc điểm của việc chân thành tìm kiếm Thiên Chúa. Văn kiện kết luận: vì lý do đó, những người thánh hiến có bổn phận niềm nở đón tiếp và nâng đỡ tinh thần những người khao khát Thiên Chúa và ước muốn sống những đòi hỏi của đức tin khi họ tìm đến. Việc đối thoại ấy cần phải đưa đến việc loan báo Đức Kitô. Trong hiệp thông có sự trao ban hỗ tương. Chân thành lắng nghe người khác là cơ hội thích hợp để chia sẻ các kinh nghiệm tâm linh của bản thân và nội dung tin mừng đã nuôi dưỡng đời sống thánh hiến. Như thế, chúng ta làm chứng cho niềm hy vọng chất chứa trong lòng chúng ta. Chúng ta đừng e ngại rằng việc nói về đức tin của ta có thể xúc phạm đến những người theo một niềm tin khác. Trái lại, đó là cơ hội để hân hoan loan báo về ân huệ dành sẵn cho mọi người và được trao ban cho mọi người mà vẫn hết sức tôn trọng tự do mỗi người. Ân huệ đó là mặc khải về Thiên Chúa, đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban chính con một. Đàng khác, nghĩa vụ truyền giáo không ngăn cản chúng ta đi vào cuộc đối thoại với những người khác trong tư thế sẵn sàng lắng nghe. Vì trong những tài nguyên và hạn chế của mỗi nền văn hóa, những người thánh hiến có thể thu lượm được những hạt giống của lời Chúa. Nơi đó, họ bắt gặp các giá trị cao quý giúp ích cho đời sống và sứ vụ của họ. Thánh thần Thiên Chúa là đấng muốn thổi đâu thì thổi, thường biểu lộ các dấu chỉ sự hiện diện của người để giúp các môn đệ Đức Kitô thấu hiểu sâu sắc hơn sứ điệp họ loan báo. Quý vị và các bạn thân mến, với những tư tưởng trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục theo Chúa Kitô tuần này tại đây. Mến chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Cho con trong Đức Kitô đường hiền đường hiền hữu với Ngài, để con nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, hiền thông trong mỗi tình và mỗi riêng tư, vui ân về trong Đức Kitô. Mà hiền hữu con đường là tạo thành mới như thánh thần quyền năng tái sinh trong Đức Kitô, như thánh thần nghĩa tư con sống trọn mối tình thảo hiếu và làm hiền danh cha trong Đức Kitô. Con đường mà hiền hữu
con đường thì mình chìm cuốn, để Chúa đường nơi con lớn lên. Trong Đấng Kitô nguồn sống của đời con trở thành kỳ phù của Chúa để phục vụ anh em. Cho con trong Đấng Kitô những hiền hữu để con nên đồng hình đồng dạng với Đấng Kitô, hiền không trong một tình ba ngôi riêng tu ôi ân huệ. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Người Việt Nam chúng ta thường nói, ở hiền gặp lành. Trong thực tế, hiền lành thường bị đồng hóa với khù khờ, mà đã khù khờ thì thường bị bắt nạt, lợi dụng, và ngay cả áp bức. Ngày nay, đối với nhiều người, sống hiền lành là một lý tưởng thiếu thực tế, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Đa số đều nhận thấy điều ngược lại. Những kẻ hung hãn, bạo động, gian trá thì được mọi sự. Còn những người hiền như cục đất, như chúng ta vẫn thường nói, thì lại vẫn cứ trắng tay và gặp nhiều hoạn nạn. Trong truyền thống Do Thái, hiền lành để được đất nước làm gia nghiệp là điều có thể hiểu được. Thật thế, trong Cựu Ước, người Do Thái tin rằng của cải trần thế là thể hiện của sự chúc phúc của Chúa. Người càng sống theo luật Chúa thì càng được giàu có. Ngược lại, nghèo khổ, khốn khó là một sự trừng phạt của Ngài. Như vậy, đối với người Do Thái, những con người ăn ở ngay lành, tin tưởng nơi Chúa đều được Ngài chúc phúc và ban cho nhiều của cải làm gia nghiệp. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu đã không hề hiểu mối phúc thật thứ hai này theo tâm thức của người Do Thái. Như đã được Ngài hiểu và thực thi, hiền lành không chỉ là một thái độ tiêu cực, hàm ý sự chịu đựng, thái độ cam chịu, nhưng là một nhân đức tích cực, đòi hỏi con người phải phấn đấu để cải thiện cuộc sống và sống cho đến cùng những xác tín của mình. Hiểu như thế về sự hiền lành, chúng ta có thể áp dụng mối phúc thật này vào đời sống vợ chồng. Một người phối ngẫu hiền lành là người biết đón nhận người bạn đời của mình như là sở hữu của Chúa, nghĩa là thuộc trọn về Chúa, và như vậy nhìn nhận quyền chủ tể của Chúa trên người ấy. Hôn phối trao ban cho vợ chồng quyền được thừa hưởng
chứ không phải để làm chủ. Chỉ có Chúa mới là đấng duy nhất làm chủ người phối ngẫu của mình, cũng như con cái mình. Nhưng Thiên Chúa không phải là đấng ganh tị. Ngài để cho vợ chồng được quyền thừa hưởng trên nhau. Ngài cho phép vợ chồng được trao ban cho nhau, và chấp nhận nhau như gia nghiệp của nhau. Sống hiền lành trong đời sống vợ chồng như vậy, không chỉ có nghĩa là chịu đựng nhau trong thái độ cam chịu, mà chính là biết nhận ra giá trị của nhau, thấy được những gì là tích cực và cao quý nhất của nhau. Sự hiền lành trong đời sống vợ chồng được thể hiện trước tiên trong lời ăn tiếng nói của hai người. Chính vì là vợ chồng mà hai người phải nói với nhau không chỉ bằng những lời dịu ngọt, mà phải bằng cả những lời lịch sự, thể hiện tất cả sự tôn trọng dành cho nhau. Chính vì là vợ chồng mà hai người phải đối xử lịch sự với nhau hơn bất cứ với ai. Sống hiền lành với nhau là luôn luôn quan tâm đến nhau. Quan tâm để ghi nhận và trân trọng, dù là một cử chỉ nhỏ nhất dành cho nhau. Những đôi vợ chồng nào đối xử với nhau bằng sự hiền lành, nghĩa là biết đón nhận nhau như là một món quà của Chúa ban tặng, sẽ nhận ra rằng người phối ngẫu của mình là đất nước mà Chúa ban làm gia nghiệp. Sự hiền lành mà hai vợ chồng dành cho nhau cũng phải được áp dụng trong tương quan với con cái. Tùy theo cách đối xử của cha mẹ mà con cái là phần thưởng, là gia nghiệp, hay ngược lại là những người xa lạ đối với cha mẹ. Sự hiền lành là một yếu tố quan trọng để cha mẹ cân bằng giữa quyền bính và tình thương. Tình thương phải thấm nhập mọi hành động của cha mẹ, và tình thương cũng phải là tiếng nói cuối cùng, ngay cả khi phải áp dụng quyền bính. Sự hiền lành sẽ thúc đẩy cha mẹ chỉ dùng tình thương mà đối xử với con cái mà thôi. Sự hiền lành sẽ giúp cha mẹ để ra những giây phút hoàn toàn dành cho các quan tâm, những vấn đề của con cái. Nói tóm lại, những gì mà con cái xem là quan trọng đối với chúng, cũng phải được cha mẹ xem là quan trọng đối với họ. Chỉ khi nào cha mẹ cư xử như thế, con cái mới tin tưởng nơi cha mẹ, và như vậy mới trở thành gia nghiệp của cha mẹ. Ngoài con cái, anh em họ hàng của mỗi bên cũng phải được vợ chồng xem trọng. Một cách nào đó, họ cũng là thành phần của gia đình. Họ là gia đình được nối dài. Vợ chồng có thể chiếm lĩnh được những người anh em họ hàng của nhau, không là tùy cách ăn ở của họ. Quan hệ của nàng dâu với nhà chồng, hay ngược lại của chàng rể với bên vợ, vốn không phải là điều luôn luôn tốt đẹp. Lắm khi gia đình đổ vỡ cũng vì quan hệ của vợ chồng đối với bà con của nhau. Hôn phối dĩ nhiên là giao ước giữa hai người. Nhưng giao ước ấy chỉ có thể bền vững khi nó liên kết hai vợ chồng với bà con của hai họ. Trong những lúc gia đình gặp khó khăn, họ luôn luôn là một nguồn nâng đỡ cần thiết. Cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ vốn là những người đã kinh qua cuộc sống gia đình. Kinh nghiệm và cố vấn của họ cần được đón nhận. Sự hiện diện và nâng đỡ của những người anh em và họ hàng của hai bên cũng cần phải được vợ chồng đón nhận. Tựu trung, vấn đề đối với vợ chồng là biết dùng sự hiền lành của họ để chiếm lĩnh những người bà con họ hàng của nhau. Sống hiền lành trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, trong quan hệ giữa gia đình và họ hàng bà con đã đành,
sự hiền lành ấy cũng phải được trải rộng đến những người xung quanh, nhất là những người láng giềng. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Người Việt Nam chúng ta thường nói thế. Một cách nào đó, những người láng giềng cũng là sự nối dài của gia đình. Một gia đình không thể là lành mạnh nếu không có những quan hệ tốt đẹp với những người láng giềng. Do đó, sự hiền lành cũng đòi hỏi vợ chồng phải xem những người láng giềng như một phần của gia đình. Họ có chiếm lĩnh được tình cảm của những người láng giềng hay không, là tùy cách đối xử, lời ăn tiếng nói của họ vậy. Nói tóm lại, đất nước mà Chúa Giêsu hứa trong mối phúc thật thứ hai, chính là mối quan hệ hài hòa mà con người cảm nhận được khi họ biết sống hiền hòa với mọi người. Trong mọi thứ chinh phục, trong thế gian này, chiếm lĩnh được tâm hồn con người là điều quan trọng nhất và là điều mang lại niềm hạnh phúc lớn lao nhất cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Chúa bao năm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa vẫn để giáo hội có được một Thomas Aquino, chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến vị tôn sư Alberto đã hướng dẫn ngài. Trong ngày lễ kính thánh Thomas Aquino hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm vị thầy Alberto để chúng ta cũng biết tìm cho mình một vị thầy hướng dẫn chúng ta trên con đường thánh thiện. Thánh Alberto rất tài tình trong việc kết hợp giữa thánh khoa và các khoa học trần gian. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách sống trong thế giới khoa học hôm nay. Vâng, vào thời điểm mà khoa học phát triển nhanh và vượt bậc đến nỗi chúng ta không đủ sức hiểu biết hay kiểm soát được. Với ưu thế đó, dường như thế giới này đang muốn tách khoa học ra khỏi đức tin. Nhiều người rơi vào trạng thái mải mê với khoa học và quên đi việc đào sâu đức tin. Một số người cho rằng đã làm khoa học thì ngưng tìm kiếm Thiên Chúa. Hãy hỏi Thánh Alberto, Ngài sẽ trả lời, chắc chắn là không phải như thế.
Thánh Alberto sinh khoảng vào cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, tại La Vinza, xứ Vovevia, thuộc nước Đức. Xuất thân trong một gia đình quý phái có truyền thống hiệp sĩ, nhưng chàng thanh niên ấy lại thích học hành, nghiên cứu khoa học hơn truyền thống hiệp sĩ. Nhờ sự hướng dẫn của chân phước Giordano Sassonia, Alberto nhận ra được ơn gọi của mình. Năm 1223, cậu gia nhập dòng Đa Minh và lãnh tu phục, cho dẫu gặp sự phản đối của gia đình. Năm 1228, thầy Alberto lãnh các vụ linh mục. Ngài đam mê khám phá Thiên Chúa hiện diện trong tất cả các loài thụ tạo. Nhân đức, sự nhiệt tâm, tình yêu thương và sự hiểu biết cao siêu của Ngài khiến cho rất nhiều người tìm đến học hỏi. Năm 1260, cha Alberto nhận chức giám mục. Say mê nghiên cứu khoa học, nhưng cha Alberto không bao giờ lơ là hoặc sao nhãng với công tác mục vụ. Ngày 15 tháng 11 năm 1280, cha Alberto qua đời tại Colonia. Năm 1622, ngài được phong chân phước, và đến ngày 16 tháng 12 năm 1931, Đức Pio thứ 11 phong ngài lên bậc hiền thánh, đồng thời tuyên bố ngài là tiến sĩ hội thánh. Cuộc đời Thánh Alberto qua đi, nhưng các công trình ngài để lại đã giúp ích rất nhiều cho việc phục vụ và hoàn thiện phán đoán của hội thánh. Thật vậy, với những đóng góp của khoa học, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II khẳng định: Hội thánh trân trọng các nghiên cứu của khoa học vì chúng giúp hội thánh rút ra những chỉ dẫn cụ thể có ích cho sứ mạng giảng dạy của hội thánh. Bên cạnh mảng sáng thì khoa học cũng có những mảng tối. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh báo: Thay đổi của thời đại đã được khởi động bởi những tiến bộ khổng lồ mau chóng. Chúng ta đang ở một thời đại tri thức và thông tin dẫn tới các hình thức quyền lực mới và thường là không được gọi tên. Khó có ai có thể phủ nhận sự hiểu biết của các giáo sư và các phát minh khoa học của các nhà khoa học. Thế nên, chúng ta không lạ gì khi các vị có được những thứ ấy, các vị sẽ có chức vụ cao, nhiều danh vọng, tiền tài. Hình ảnh của Thánh Alberto cả cho chúng ta những điều ước. Ước gì các vị vượt qua được các loại ngẫu thần đó. Ước gì khi khám phá khoa học, các vị cũng khám phá ra được Thiên Chúa tối cao. Ước gì khi say mê khoa học, các vị càng say mê Thiên Chúa hơn. Và song song với thời gian dành cho khoa học, các vị sẽ dành thời gian cho Thiên Chúa. Vẫn còn đó rất nhiều tường rào cản ngăn con người đến với Thiên Chúa, thì gương sáng của Thánh Alberto cả lại nổi bật lên để góp phần phá tan rào cản ấy, nhất là cho những người đã, đang và sẽ giảng dạy nghiên cứu khoa học. Lạy Chúa, Chúa biểu lộ sự siêu việt của Ngài qua vũ trụ vạn vật và ban cho giáo hội trần thế những người tài giỏi để cùng cộng tác với Chúa. Chúng con hiệp cùng với Thánh Alberto cả cầu xin cho các giáo sư cùng những người yêu khoa học. Xin cho họ không bị những cám dỗ của vinh hoa phú quý và sự lôi cuốn quá mức của khoa học làm cho hình ảnh của Chúa mờ nhạt. Ước gì khi say mê khoa học trần gian, các vị cũng tìm ra câu trả lời về đấng là cội nguồn của mọi ngành khoa học. Xin cho các nhà khoa học luôn biết gắn kết với Chúa trong mọi việc làm để mưu ích cho hội thánh.
tháng năm. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.